Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, lên xin mời vị cùng thưởng thức một sáng tác, một bài hát được mang tên Thân Phận. Và với bài hát này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của cô Hai Cống Đá. Xin cho quý vị, cho cô Hai Cống Đá một tràng vỗ tay được quý vị. Cái nickname của người ta mà số... cục già cảm ơn em rồi quá nhiều, cảm ơn bộ. Cảm ơn cục già của hai.
cuộc đời. Cứ nghe mẹ chỉ con, hai lần ai là bốn, thật dễ dây là con. Dám anh thấy buồn, cậu hoài không ngủ cả đêm. Gió mưa chuột tiền đèn lẻ loi càng buồn xiêm. Em là con gái yêu hôm nay, biết sao ngày mai trong cuộc đời. Xin đừng bỏ em, đừng xa em dưới cơn mưa trời thiên. Xin đừng bỏ em.